Thành ra tôi giảng cho quý vị cách hai cách tu. Nếu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, thì quý vị sanh về hạ phẩm, bị cái nghiệp nghịch chiều có thể lớn. Nhưng mà thuận buồm xuôi gió thì giảng sanh. Thì giờ hết là đúng ra tôi phải giảng cái đề, cái giảng cái 4-3 lời nguyện 18, 19 và 20. Và cái cần tử nghiệp quyết định cho vấn đề giảng sanh nó liên quan tới trong 48 lời nguyện đó, thì 45 lời nguyện kia là của Bồ Tát ta tạo cái cảnh giới cực lạc. Có 3 lời nguyện liên can với quý vị và cái vấn đề giảng sanh của chư Bồ Tát. Mà tôi thấy ít ai mà hiểu cho nó rành. Tôi muốn giảng nhưng thì giờ hết rồi, chứ còn tôi mệt quá. Thì cái vấn đề mà quý vị thường tu theo hạ phẩm thì nó rất là rắc rối. Có khi nó giảng sanh, có khi nó không, bởi nó thuộc về điều kiện. Mà quý vị quên là vấn đề giảng sanh nó quyết định trong cái phút cuối cùng, kêu là cận tử nghiệp. Tức là hít vô mà thở ra thì lúc đó quyết định giảng sanh. Mà nếu hít vô thở ra mà quý vị bị cái linh hồn quý vị nó tùm lum à. Lúc thì nó là tư tưởng trâu bò heo chó, lúc tư tưởng người ta, lúc tư tưởng cõi trời, lúc tư tưởng niệm Phật cầu giảng sanh. Nó cứ trôi chảy dĩ vi, ngồi đây cũng vậy, nghe tôi nói hồi cái nhớ tới nhà, hồi nhớ tới con, hồi nhớ tới tiền bạc, hồi nhớ tới bài giảng siêu hôm qua. Phải vậy không? Thì cái tư tưởng hãy đứt ngay đâu thì đầu thai ngay đó. Thành ra nó có 4 cách để giảng sanh. Một đó là thường trọng nghiệp, 2 là thường nghiệp, 3 cái này là thường thường giảng sanh theo cái đó. Tức là trọng nghiệp là một là phạm tội ngũ nghịch thì không bao giờ giảng sanh được, giết cha giết mẹ là mình Phật ra máu phá hoại hiệp tăng. Nhưng mà cái này nếu mà cuối cùng mà biết hồi tâm hướng thiện lại mà có thiện trí thức, có ba ngộ niệm thì niệm Phật có thể giảng sanh. Thì cái này trường hợp hy hữu, chứ thường thường là không giảng sanh. Bởi cái nghiệp nó nặng vậy rồi đó là khó bao giờ nhất niệm lắm, mà chỉ có nhiều có căn cơ nhiều kiếp đó là đã tạo nghiệp lành thì có thể được. Thì cái này nó để giảng riêng, nó phức tạp lắm. Thành vấn đề chết nó phức tạp lắm. Còn cái trọng nghiệp thứ hai nữa là quý vị niệm Phật tới định sanh hỷ lạc. Tôi nói nãy khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, chìm lắm trạng thái ra khỏi trạng thái này thì có ban hộ niệm, không ban hộ niệm vẫn giảng sanh. Nhưng mà có ban hộ niệm thì giảng sanh cao hơn. Mình giảng về hạ phẩm mà trung sanh thì có thể ban hộ niệm giúp mình thanh ra thượng sanh hoặc là qua trung phẩm. Thì ban hộ niệm rất quan trọng. Mà cái người nhắc niệm còn quan trọng hơn nữa. Người nhắc niệm là người ngồi kế một bên đó, người đó phải thông minh và nhẫn nhục, và phải có một cái sinh động, một cái linh động, một cái sáng tạo trong lúc mà nhắc niệm. Thì người nhắc niệm này tôi vô trong gia đình, tôi coi cái mặt người nào sáng thì tôi chỉ lời nhắc. Mà người đó phải là bà con hoặc là con cái mà người chết nó rất là mến. Bởi vì cái mỗi người nó có một cái điện lực mà chư Phật kêu là thần lực á. Nếu người đó tu cao thì lời đó thì thấy ấm áp. Quý vị mà gần Đức Phật quý vị thấy một trạng thái ấm áp như thường. Và khi Đức Phật mà giảng đạo rồi quý vị đắc thánh quả liền. Rồi tôi giảng cả trăm lần không biết đắc người trời không như nãy rồi lập tới lập lưu hoài đó mà. Quý vị cũng ngơ ngáo hết à. Rồi quý vị thường thường đổ lỗi cho mình thì đúng. Nhưng mà người giảng mới là lỗi nặng nhất. Một đứa học trò mà nó đi học nó ngu thì nó ngu lắm xưa ơi, thì nó ngu nó mới là học trò. Còn nếu nó khôn là nó thầy giáo, còn đi học làm cái gì nữa. Ví dụ nói tại tụi con ngu chứ không phải tại sư thì đúng, đúng một phần thôi. Một phần lớn là ông sư ngu. Ông sư muốn giảng là phải biết căn cơ của pháp hội này. Giờ nếu con tôi ngu, tôi nó ở lợi học với thầy, nó ở lợi 3 năm liên tiếp, bây giờ tôi đem qua thầy khác ông giảng một cái lên liền. Như vậy là do ông thầy chứ. Nó thì ngu nó mới là học trò. Quý vị ngu quý vị mới ngồi nghe tôi giảng. Còn tôi còn ngu hơn nữa, tôi không biết cái trình độ tôi giảng tới giảng lui hoài mà quý vị không có hiểu gì hết. Còn nếu gặp ông sư khác giảng thì quý vị hiểu liền. Như vậy là ông sư ngu hơn nữa. Phải vậy không? Thành ra tôi thường nói là tôi không xứng đáng đâu. Nhưng mà bây giờ kẹt rồi không có vẻ lành thì vẻ rách nó đỡ móng tay thôi. Thành ra tôi thường thường lập tới lập lui. Với phần quý vị gặp tôi có 2 lần, nó lại có 1 tiếng rưỡi hả? Thành ra tôi cũng không biết giảng làm sao, tôi đi là quá gấp á, chứ qua cái đạo Phật là chưa giảng được đâu.
Quý vị có phải khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật thì bài giảng hôm nay quý vị tiếp thu rất mau. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm bài giảng hôm nay không có tiếp thu nổi đâu. Quý vị có tâm còn tạp niệm, còn tranh đấu đửa tạp niệm với nhất niệm là khó nghe bài giảng hôm nay. Còn khi nào quý vị nhất niệm mà định sanh ý lạc đó, khỏi cần niệm Phật, ngồi xuống là trong linh hồn có tiếng niệm Phật, thì bài nay mới duy qua cái đạo Phật được. Vì thông cảm nhau, nhưng mà bị bữa nay là bữa chót rồi, tôi buộc lòng tôi phải giới thiệu sơ thôi. Rồi tôi vì ý thức là cái đạo trời với đạo Phật nó khác nhau rất xa. Đạo trời là phải tu cố gắng ý chí cho mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu mới giảng sanh được. Còn đạo Phật mà khi quý vị ý chí mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu không bao giờ qua đạo Phật được. Cái ý chí này chướng ngại, chướng ngại con đường giải thoát. Thành ra ý chí có thể chuyển nghiệp, chứ ý chí không thể mà đi tới giải thoát được. Chính cái ý chí chướng ngại con đường giải thoát. Thành ra tu đạo Phật nó khó chỗ đó. Nghĩa là phải thấy tất cả mọi sự vật như là mọi sự vật, mà không cải sửa, không phê phán, không chuyển nghiệp gì hết, để nó y chang như vậy, miễn đừng dính mắc thôi, thì đó là đạo Phật. Thôi qua khác nhau. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề chết của quý vị. Thì nó có hai cách. Một là trọng nghiệp, là quý vị tới giai đoạn thứ ba rồi, định lực quý vị rất mạnh thì chết khỏi cần ban hộ niệm. Nhưng quý vị nên nhớ có ban hộ niệm quý vị giảng sanh cao hơn. Còn những người mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì phải cất cần ban hộ niệm. Nhất là người nhắc niệm. Người nhắc niệm phải ngồi kế người hấp hối. Không được rồi. Lúc người hấp hối sắp chết không được rồi. Phải hỏi mẹ ơi mẹ, mẹ có niệm Phật không? Mẹ có niệm Phật mẹ cho con biết. Mẹ lúc bấy giờ yếu rồi đâu có nói được. Mẹ chỉ mỉm cười thôi. Mỉm cười tức là trong người bà rất khỏe, chứng tỏ là hào quang của A-di-đà đã chiếu trong bà để tiếp dẫn. Thành ra bà cảm thấy lân lân, chứ người chết mà không có hào quang A-di-đà thì nhức nhối vô cùng. Nhớ tới cái nhức chứ không nhớ tới vấn đề giảng sanh, không nhớ tới niệm Phật. Còn cái định lực mình mạnh rồi, lúc đó mình cảm A-di-đà hiện chiếu hào quang vào trong người mình. Thì nói mẹ đi, A-di-đà tính tiếp dẫn mẹ rồi đó, cười một cái là ra đi thì thượng sanh. Còn nếu hào quang y đà chiếu ít là tại cái định lực của bà hơi ít, vừa thôi, bực trung thôi. Thì bà chỉ gật đầu, hỏi mẹ có niệm Phật không, mẹ gật đầu, nói mẹ đi nha, gật đầu một cái rồi bà đi, trung sanh. Còn yếu nữa thì cái định lực bà yếu, hào quang y đà chiếu vào đó yếu ớt. Thì cái lỗi không phải ai di đà, nếu cái nam châm mình mạnh, cái sắc mình mạnh thì nam châm nó hút mạnh thôi. Thì phải hiểu cái chỗ đó, thì bà chỉ kịp chớp mắt thôi. Rồi bà đi, giảng sanh là hạ sanh. Còn bà mê man, hên xui, hên xui. Nếu bà nghĩ tới điều ác, bà tắt thở bốn đường ác liền. Bao nhiêu công phu tu đó không kết quả. Còn bà nghĩ tới điều thiện, bà chết, sanh về cõi trời. Còn nếu bà nghĩ tới điều thiện niệm Phật, bà có phát nguyện giảng sanh về cõi Phật liền. Nhưng mà vấn đề chết, đừng để hên xui. Thành ra người nhắc niệm rất quan trọng. Kêu hoài, bà mê kêu tỉnh, rồi bà mê nữa kêu tỉnh, bà mê nữa kêu tỉnh. Mà nếu bà nhăn cái mặt là biết bà giận rồi đó, thì kê lỗ tai năn nỉ. Mẹ ơi, con muốn mẹ về khỏi Phật, mẹ đi cảnh giới khác khổ lắm, mẹ phải về khỏi Phật. Thành ra con mới kêu mẹ hoài làm phiền mẹ, mẹ đừng buồn con. Nếu người này đã có nghe giảng pháp rồi vui liền, bởi vì cái nghe pháp lý rất quan trọng. Biết là con mình nó thương mình, nó muốn mà giảng sanh, nên bà cảm thấy vui vẻ lại. Cái mặt bà tươi lại thì biết là bà hết giận. Nếu bà mê kêu nữa, chừng nào bà tỉnh táo bà chết, đây là cái điềm lành. Một là mỉm cười thượng sanh, hai là gật đầu trung sanh, ba là chớp mắt hạ sanh. Nhớ ha. Rồi lúc đó rồi mình phải giảng cho mẹ mình nghe. Giảng sanh hay không là do sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nãy mấy ông bà trả rồi, nay tôi mới giảng kỹ là chỗ đó đó. Thì con mắt mẹ nhớ, nếu mẹ thấy được mẹ nhìn hình tượng Đức Phật nha mẹ. Nếu mẹ hình cái hình khác mẹ suy nghĩ tùm lum là không giảng sanh. Cái lỗ tai mẹ nghe, nếu niệm Phật nghe mẹ, nhất là cái niệm Phật có ban hộ niệm. Còn không có thì phải nhờ cái máy. Cái máy là niệm Phật chết, kết quả rất là yếu. Còn cái ban hộ niệm là niệm Phật sống. Nhất là những người có giữ giới, mà có mấy sư cô có tăng ni ta giữ giới kỹ nữa thì bài giảng sanh rất là dễ. Nhưng Phật sống là có cái linh hồn, có cái tư tưởng mình đôn đốc cho cái linh hồn này giảng sanh cao.
Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, mà càng đông là càng tốt. Mấy ông bà nhớ ha. Đó thì cái lỗ tai mẹ nghe cái ban hộ niệm, ta niệm mẹ niệm theo nghe mẹ. Cái đó là cái động cơ đúc đẩy mẹ sanh cao đấy. Thì bà lắng nghe. Còn cái lỗ mũi mẹ ngửi cái mùi nhang trầm nghe mẹ, con thắp cây nhang cho mẹ đó. Xứ Cực Lạc thơm rất cả triệu lần như vậy, bông sen thơm lắm mẹ. Bông sen Cực Lạc thơm gấp cả tỷ lần cái mùi hương này. Rồi mắt, tai, mũi, rồi tới cái miệng mẹ niệm thầm theo người ta. Không được thì mẹ nhép nhép thôi. Còn cái thân mẹ xây về hướng mặt trời lặn. Đó là hướng cái linh hồn, cái thần thức mẹ xuất về đó đó. Mắt, tai, mắt thì thấy hình, tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi nhang, miệng niệm thầm theo cái thân xây về hướng mặt trời lặn. Khi cái thần thức linh hồn mẹ xuất, mẹ đi về hướng đó. Còn cái óc là quan trọng nhất. Thì tôi mới nói là năm căn kia là cảm giác thôi. Cái óc là mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật. Thì linh hồn phát hiện ở đây mạnh nhất. Mà luôn luôn mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật là do mắt, tai, mũi, lưỡi. Nếu con mắt mẹ nhìn hình tượng Phật là mẹ luôn luôn nhớ tới Phật chứ không nhớ cái khác được. Còn lỗ tai mẹ nghe tiếng niệm Phật là mẹ không nghe ca giọng cổ, tăng nhạc gì hết mà nghe tiếng niệm Phật. Cái lỗ mũi nghiệm hương trầm và nghĩ qua sen nó thơm vậy đó. Thì mẹ hướng về Xứ Cực Lạc. Cái thân vậy thì bà mẹ biết rằng mẹ sẽ xuất ra đó. Còn cái óc mẹ nhớ nghĩ tới tưởng Phật thì không bao giờ mẹ không giảng sanh. Giờ mẹ không muốn cũng giảng sanh nữa. Thành đã sáu căn tập trung vào cái hình ảnh Di Đà. Và cái điều thứ ba nữa là mẹ nên nhớ là xác thân mẹ phải chết. Còn cái linh hồn là không chết. Cái này phải nghe lúc đầu. Cái linh hồn không chết biết chưa? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi. Nãy tôi thí dụ đó. Chứ đừng nói là xác thân tôi chết là tôi chết rồi, tôi không chết đâu. Tôi có một cái không chết. Thì cái này phải giảng lúc còn sống. Rồi giờ nhắc lại thì mẹ cười liền. Mà nói con nói đúng, mẹ không chết đâu. Mẹ chỉ bỏ cái thể xác này thôi. Cái linh hồn mẹ sẽ về khỏi Phật. Mẹ đợi con bên đó. Nghe không? Đó là một là sẽ xác chết, hai là linh hồn không chết, ba là sáu căn phải hướng về câu niệm Phật, hình ảnh Đức Phật. Thứ tư là tất cả các màu mẹ không chấp nhận nghe mẹ. Màu đen là ma, màu đỏ là thần, hai cõi nhà ác lắm. Thần nó chiến đấu đánh giặc hoài, ma thì nó tư tưởng hắc ám lắm. Còn màu trắng đó là cõi trời, trong sạch, trinh trắng, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên, giữ giới không kỹ mà còn mờ các cõi trời. Nhưng mà cái định lực rất mạnh. Họ tối ngày họ luyện đơn nấu thuốc. Thành đó họ sống rất lâu. Hai cõi này sung sướng lắm nghe mẹ. Nhưng mà hết phước mẹ phải luân hồi. Mẹ đừng về nghe mẹ. Hai cõi này có tiên nam tiên nữ đẹp lắm. Mẹ ok một cái là mẹ bỏ xác đây, mẹ dập vô đó thì mẹ kẹt đấy. Chỉ có màu vàng thôi nha mẹ. Đầu trọc heo như các nhà sư có hào quang màu vàng, trên tay cầm bông sen. Đó là xác thân của mẹ nha mẹ. Mẹ đừng có thai sanh, đừng nõn sanh, đừng thấp sanh, mẹ phải quá sanh. Có bốn điều thôi, nhắc người chết bốn điều. Mà người chết có nghe pháp rồi rất dễ nhắc, đồ đậm nét lại thôi. Còn không nghe pháp gì hết, nhiều khi không hiểu gì hết. Thành ra tôi năn nỉ mấy ông bà, dầu sao cũng phải ráng nghe pháp. Rồi nếu con nó lặp lại, ồ mình đã nghe nhiều lần ông sư giảng rồi. Thì bốn điều thôi, xác thân mình phải chết, linh hồn vĩnh viễn không chết. Mà linh hồn là cái gì? Cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nó quan trọng, nó mượn cái ốc để nó phát ra. Còn sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi thì mình tôm hết vào hình ảnh Đức Phật. Còn cái thân xây vào hướng mặt trời lặn. Còn tất cả các màu không chấp nhận, chỉ chấp nhận màu vàng và cái bông sen trên tay Đức Phật thôi. Rồi đó là lúc hấp hối. Rồi khi chết rồi muốn coi giảng sanh ở phẩm nào, cao hay thấp, thì đây là cái phần chót. Một đó là mẹ chết tỉnh táo, mỉm cười thì thượng sanh. Nghe không? Gật đầu trung sanh, chớp mắt hạ sanh, rồi mê man hên xui. Đó là rồi, không biết. Nhưng mà muốn coi một cái nữa là để 8 tiếng. Chết rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc chết hết. Nhưng mà dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thần kinh ốc 8 tiếng mới đứt. Cái này duy thức rất rành khoa học, không biết. Không biết. Vì tôi thật cái tâm lý của đạo Phật á. 8 tiếng mới đứt. Thành đã chết rồi, trong 8 tiếng hồ không được đụng tới thây ma, không được đụng tới. Chỉ có những người có tu, nhất là những người uống rượu, ăn thịt, không giữ giới, đừng cho lợi gần. Lợi gần cái điện lực mình tỏa ra, người chết sợ lắm. Người kiết nhiều khi bực nữa, bực là nổi sân, là loài súc sanh thôi. Chỉ có mấy thầy, mấy tăng ni giữ giới kỹ, với đứa con trong gia đình mà Phật tử có giữ giới được lợi gần.
Nhưng mà Phật tử không khéo sờ, nhiều khi đụng cái chỗ đau, người chết nổi sân thì súc sanh. Chỉ có các thầy tu hoặc mấy người có giữ giới và dịu dàng nhẹ nhàng thì rờ hết sâu thân. Trên đỉnh đầu thì đây là hoa trung phẩm, ít có khi nào hoa, mà vẫn có đấy. Tôi đi vẫn có 3-4 người, một người ở Vĩnh Châu, một người ở Vĩnh Long. Vĩnh Châu thì 1,000+ hột xá lợi. Tôi là không ngờ, tôi rờ rồi trên đỉnh đầu còn nóng. Còn cái ở Vĩnh Long này tôi không có rờ, nhưng mà con cái trong gia đình rờ, nó đỉnh đầu còn nóng được đâu 80-90 hột xá lợi. Rồi thì là giảng sanh đấy. Thành ra để 8 tiếng đồng hồ, mà cái ban đầu vừa chết thì hơi xanh, để chừng 7-8 tiếng rồi hào quang Di Đà chiếu trong đó, thì cái thân thể không phải là của mẹ mình, mẹ mình phân nửa thôi, mà hào quang A Di Đà vào trong đó nữa, tức là tiếp dẫn đấy. Cái tiếp dẫn là hào quang đi A Di Đà chiếu vào trong mình. Nhất là thượng sanh đó thì có khi ở ngoài người ta thấy hào quang nữa, còn trung sanh hạ sanh đã ít thấy, chỉ người chết mới thấy thôi. Đó thì để 8 tiếng đồng hồ, tay chân mềm ùi lúc sống, đây là triệu chứng giảng sanh. Còn cứng ngắc như khúc củi thì không giảng sanh. Thường thường người chết mà đọa xuống địa ngục ngạ quỷ nào thì chừng 10 phút, 15 phút hoặc nửa tiếng là tay chân cứng ngắc rồi. Cái này để 8 tiếng mặt vẫn hồng hào lúc sống, tay chân mềm như lúc sống, triệu chứng giảng sanh. Đó là hai điểm. Còn cái thứ ba là rờ coi trong thâu thân chỗ nào còn nóng sao cho. Hãy 8 tiếng rồi thì dây thần kinh đức là cái linh hồn nó mới ra khỏi thể xác đấy. Còn trong 8 tiếng là linh hồn còn trong đó, cái bóng đèn còn đứt, chứ còn cái luồng điện vẫn còn trong dây. Nên nhớ như vậy. Rồi 8 tiếng rồi rờ, nếu trên đỉnh đầu đây là trung phẩm bậc nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Lên lúc chết nhờ cái ban hộ điểm sao người này nhận được Phật tánh. Thường thường sống không nhận mà lúc chết dễ nhận. Còn cái thứ hai đó là cái trán này còn nóng. Cái trán này còn nóng thì hạ phẩm thượng sanh. Nếu không là về cõi trời vô sắc, còn có phát nguyện về thượng phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu từ cái lỗ mũi xuống cái miệng là hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng là cõi người, nhưng mà phát nguyện về hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng còn nóng là ngạ quỷ, cái chân còn nóng là súc sanh, cái bàn chân đó là địa ngục. Từ đây là trở xuống là không êm rồi. Đó thì ba cái triệu chứng. Một là tỉnh táo, mỉm cười, gật đầu hoặc chớp mắt. Hai là 8 tiếng đồng hồ tay chân vẫn mềm. Ba là rờ soát trong thâu thân. Đây là trung phẩm, tức là bậc thánh. Đây là hạ phẩm thượng sanh, đây là trung sanh, đây là hạ sanh. Còn từ đó trở xuống dưới là không êm. Như vậy mà nếu thiêu có xá lợi. Đó là trong kinh cho tôi không biết, nhưng mà tôi nói mấy lần tôi thấy thiêu có, như cái ông ở Vĩnh Châu. Ông đó lại có phước. Ông bệnh ung thư phổi, ông không bao giờ tu, không niệm Phật, không ăn chay. Đứa con năn nỉ quá, ông ăn chay, ông niệm Phật thì hết bệnh ung thư mà bác sĩ chạy á. Ông thấy vậy ông tin quá, ông ăn chay trường. Nhưng mà kêu ông thọ giới quy y tam bảo, thọ ngũ giới, ông không. Không, mà ông không có niềm tin. Sao mà xuống dưới Bạc Liêu tôi giảng pháp, ông nghe cái bản pháp môn Tịnh Độ như vậy nè, giảng 2 tiếng mấy hồ. Vừa xong ông quỳ lên ông xin thọ giới liền. Trời, đứa con nó mừng quá trời, nó con kêu ba con năn nỉ hết sức, ông không chịu thọ giới. Ông bệnh vậy mà không niệm Phật, không ăn chay, tới giờ không ăn chay trường đó siêu, mà ông niệm Phật đó mà không chịu thọ giới, không quy tam bảo gì hết. Con năn nỉ hết sức, ông đi nghe pháp hoài 10 mấy vị mà ông không chịu thọ giới. Sao bữa nay không, con không kêu mà ông lại phát nguyện trọ. Sư truyền cho ông đi sư. Thì tôi truyền tôi đặt pháp danh là Liên Trường. Thì đâu 3-4 năm sau được sống, 3-4 năm sau cái bệnh nó tái phát lại, ông không chịu ấy nữa, ông nói thôi để chết. Thì ông mới điện, đứa con nó điện xuống Trà Vinh cho tôi đi. Tôi nói tôi bệnh quá đó, tôi cũng giảng đây nè. Rồi về cái là tôi bị mắc trận mưa, sư cô không có tỉnh lại, tôi không dám ở lại, đi về tuốt Bạc Liêu, về suốt tỉnh xá, nó ướt như chuột lột. Về nó cảm luôn, tôi nói nó nóng, nó sốt. Thì bữa sau cúng hội nữa, nó chết chứ, bữa sau cúng hội. Cúng hội thì đang sắp sửa lên cúng hội, thì điện ở Vĩnh Châu điện xuống. Đứa con thỉnh sư về gặp chức, con ra con muốn gặp mặt sư lần cuối. Tôi nói trời ơi, tôi bệnh muốn chết, tôi làm sao đi được, thôi sư từ bi mà sư. Sư thương một chúng sanh cũng như là Phật thương con. Nó cứu độ một chúng sanh đó là cái tâm của Phật, cô nói chuyện hay lắm. Tôi nói cô nói hay quá, tôi không có nói gì được hết. Thôi bây giờ tôi bệnh quá tôi không đi được, cô nói phải đi là sư. Chứ sư không đi là ba con không chết á, ba con đợi sư à.
biết bao nhiêu vị sư lại thăm mà chú nguyện cho ba con đi, ba con nhất định không đi, nói gặp mặt sư lần cho. Tôi nghe nói vậy tôi kẹt quá rồi, tôi phải đi. Khổ bà kêu Trà Vinh bao xe, cái xe tốt, bao với Phật tử đi xuống dưới. Thì lúc đó đổ cơm rồi có nói vào sư khỏi thuyết pháp, sư giao cho ông khó trụ trì đi. Tôi nói không được, giờ đang lỡ lên vậy còn sao. Nói giờ vậy thì sư thuyết pháp ngắn lợi sư đi nha. Tôi nói pháp làm sao mà ngắn dài được, phải giảng người ta hiểu chứ. Rồi tôi giảng đâu tới 2 giờ. Tôi từ giờ đó thuyết pháp lâu lắm, như phần cúng hội, phần đọc kinh sám hối là 2 giờ. Thì tôi ăn có nửa bụng à. Tôi đi xuống dưới đó thì 7 giờ tối, 5 tiếng đồng hồ. Thì tôi vô, ổng mừng quá trời. Ông nói sư, con đợi sư nè, sư chú nguyện cho con đi. Tôi nói trời, ông đi là do ông chứ tôi chú nguyện, mà con gặp mặt sư thì con mới đi vui, chứ thôi con đi không được. Rồi thì tôi mới lại chú nguyện Phật tử 70 mấy người nha. 70 mấy Phật tử mà ta rất tha thiết, ở quê họ rất là thật, kêu là lão thật niệm Phật đó. Thì bắt đầu là tôi ngồi xuống, tôi cầm cái micro này, tôi giảng cho ông nghe. Nó sư nhắc con đi sư. Tôi nói ông quên là sao. Nó con nhớ mà muốn sư đồ đậm nét lại. Tôi mới giảng 4 điều á. Nghĩa là ông phải chết linh hồn, mà cái thể linh hồn không chết niệm Phật. Ông nhớ nghĩ tưởng tới Phật. Tất cả các màu không chấp nhận màu vàng thôi. Nó sư nhắc lại con rất vui. Bây giờ con nghe lời sư. Tôi nói thôi giờ ông niệm Phật đi nha. Thì ông bắt đầu niệm Phật thì nhức quá chịu nổi. Ông quơ tay quơ chân. Tôi lại nói, tôi cầm cái micro, tôi nói ông quên vậy là không có đi. Ông nhớ tới Phật là quên cái đau. Ông nói đau quá sư ơi. Tôi nói đau là đau, mà ông nhớ Phật là ông quên đau. Ông phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu chứ. Giờ này giờ phút cuối cùng. Thì ông nói con nghe lời sư. Ông nín tôi được 1-2 phút thì ông quên nữa. Tôi bắt cái micro lên tôi nói nữa. Ông có nói thôi con nghe lời sư. Ông im. Im tôi được 4-5 phút thì ông quậy nữa. Ông nói nhức quá sư ơi. Tôi mới bỏ cái micro, tôi lợi sát bên ông, tôi nói tôi kể công. Tôi nói tôi cực khổ đâu, mà từ Trà Vinh mà tôi lội xuống đây là gần 200 cây số, mà tôi vì ông tôi bệnh muốn chết nè, tôi cảm nè, tôi giảng pháp rồi tôi cảm, mà vì ông tôi xuống đây. Bây giờ ông vậy là ông không có giảng sanh, không làm gương cho người khác, rồi ông cũng không giảng sanh. Ông nghe lời tôi, ông tập trung hết nhớ Phật A Di Đà thôi, 4 chữ hoặc 6 chữ, ông đừng có quên cái nhất đi thì A Di Đà hiện. Ông làm với A Di Đà đâu có hiện được. Ông vừa bỏ 2 chân, 1 chân nhớ A Di Đà, 1 chân nhớ cái đau, làm sao A Di Đà hiện. Ông tập trung hết vậy là đi, quên cái nhất. Ông nói con nghe lời sư, con kính sư quá, con sư cực khổ sư mới đến đây. Nói xong là ông chết. Mà tôi rồi đó có biết chết ra làm sao đâu. Tôi tưởng ông im là ông nằm im thôi. Tôi mới chạy lại cầm cái micro, tôi nói với cô con gái ông, cô đó rất là khôn, con người rất khôn ngoan. Tôi nói cô lại nhắc ông đi. Nhắc ông nhớ là niệm Phật, đừng có nhớ cái nhất nữa nha. Rồi cô là người nhắc niệm đi. Cô lại đó cái cô chạy lên nói, bạch sư dường như ba con chết rồi sư. Tôi nói trời sao mà cô hay quá vậy, tôi nhìn tôi không biết chết sống như thế nào. Nói sư khai thị lần cuối là ba con chết rồi đó. Tôi mới lợi tôi để cái tay vô lỗ mũi, không có hơi thở nữa. Tôi mới bắt cái mạch thì thấy êm hết. Tôi nói rồi ba cô giảng sanh rồi đó, thôi tôi về nha. Cô nói đâu được sư, 9 giờ mấy rồi về cái gì nữa. Sư bữa nay là không có nghỉ gì hết, sư thuyết pháp rồi sáng rồi sư bệnh nữa, sư ở đêm nay rồi mai sáng rồi về. Thì tôi nghe nói thì tôi ở lại đêm. Kẹt quá rồi, tôi nói cái ban hộ niệm người ta xuống đây là người ta về liền đó cô. Nói người ta về đi, mai con ba xe mình sư về, con ba xe xịn cho sư về dưới. Thì tôi thấy cô tha thiết quá, thôi tôi ở lại. Ở lại tới 5 giờ sáng là đủ 8 tiếng rồi đó. Thì 9 tiếng tới 5 giờ là 8 tiếng, 9 giờ. Thì tôi qua, tôi nói thôi tôi về nha. Cô nói thôi sư về được, bây giờ con ba xe cho sư, con điện rồi. Nó kêu vô, nó vô liền hà, con có hẹn với nó rồi. Nhưng mà sư phải rời cái xác của ba con. Tôi nói trời, cô chưa rồi sao? Nói tụi con đợi sư ra thấy có sư, sư có cái đức sư rồi, không chừng là ba con không giảng sanh cũng giảng sanh, mà giảng sanh thì giảng sanh cao hơn. Tôi nói trời ơi, nói giờ tôi đâu có biết rờ cái thay ma. Thì thôi bây giờ cô nói quá tôi cũng ráng rờ. Tôi lên tôi rờ từ trán cho xuống chân lạnh ngắt hết. Cái bụng là lạnh nhất, còn hơn nước đá thục vô là từ dứt ra liền. Tôi nói trời ơi, cái nào cũng lạnh hết rồi cô. Cô nói còn cái đỉnh đầu sư. Tôi nói trời, cái đỉnh đầu không lẽ ổng tu cư sĩ mà lấy cái đỉnh đầu còn nóng. Thì tôi đội cái nón vàng cho ổng, tôi đắp cái vải vàng cho ổng hết, tôi dỡ vải vàng tôi rờ, rồi tôi thấy cái đỉnh đầu tôi dỡ cái nón tôi rờ, tôi thấy còn nóng. Tôi nói trời, như vậy là ba cô giảng sanh về trung phẩm bậc thánh đấy cô. Thôi giờ tôi về ha, cô thiêu đi có xá lợi. Mà ở nhà làm kim tỉnh hết rồi, chỉ còn đút cái hòm cho kim tỉnh thôi. Thành ra năn nỉ ổng không chịu. Nhưng mà lợi cô cho tôi hay, ba con không chịu, sư nói đi. Sư nói là ổng chịu liền à. Tôi nói chào, không biết có linh hồn để nói thử. Trước khi tôi tới là tôi hỏi ông rồi, cô con cũng giỏi lắm, cô nhắc thì sư vô cô hỏi ông thiêu đi sư.
Thằng nói nó có xá lợi cho người ta tu. Tôi nói là thì tôi vô hỏi ông nói sư dạy sao con nghe vậy, kinh tỉnh rồi hết, nhưng mà sư dạy thiêu là con nghe lời sư con thiêu thôi. Thì tôi mới nói ông nói vậy là con nói bà nhớ nè, bà hứa sư thì sư dạy sao mà con cứ nghe vậy đi, ba theo sư thôi, giờ kinh tỉnh bỏ đó, ai muốn vô thì vô, đi thiêu con sư đi, thiêu 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 ra đi, rồi đi thiêu. Tôi nói thiêu rồi cô cho tôi biết nha. Hai bữa sau cô điện xuống, cô nói mừng quá sư ơi, một đống xá lợi. Tôi mới hỏi một đống là bao nhiêu, vài trăm hột không? Tôi nói thử thôi, tôi tính là vài chục hột thôi, một vài trăm hột. Ông nói không có, bỏ một thao vậy, chắc vài ngàn hột bà sư. Thì tôi thấy cư sĩ mà vậy đó. Thì tôi về tôi suy nghĩ hoài, ông này mới tu có 3-4 năm à, ăn chay trường mới có 2-3 năm à, mà niệm Phật mới 3-4 năm mà tại sao lại có xá lợi nhiều vậy? Thì theo trong kinh là giới giảng sanh cao hay thấp là do cái tín nguyện, cái niềm tin ổng là niềm tin tuyệt đối. Tôi nói sao nghe vậy thôi mà tôi là nói theo kinh, đâu có dám nói ngoài kinh được. Tôi dạy ổng sao là ổng y theo vậy. Và cái nguyện ổng là mong cầu sức lạc, ổng đã khổ nhiều từ nhỏ tới lớn, ông 80 mấy tuổi rồi, ổng biết hết cuộc đời rồi. Thành ra cái nguyện lực của ổng rất là mạnh, cái niềm tin ổng rất là vững vàng. Do đó cái ban hộ niệm tới 70 mấy người mà gặp ngay lúc tôi khai thị, mà chết ngay lúc tỉnh táo, mà chết rồi 8 tiếng hồ tôi rờ tay chân mềm ùi, mặt hồng hào trở lại, và rờ cái đỉnh đầu còn đóng, ba cái điểm rất là tốt. Thành ra tôi mới nói có xá lợi, nói sư nói linh quá, xá lợi một đống. Tôi nói không linh đâu, cái đó là trong kinh á, chứ không phải của tôi. Trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, chúng ta sẽ gặp nhau vĩnh viễn ở xứ cực lạc A Di Đà, và mang sắc thân bông sen.